lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin. Việt Nam đưa cô Phạm Đoan Trang đến nhà tù hẻo lánh. Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Sài Gòn bắt hai người đàn ông vận chuyển ketamin. Nha thuế vụ Đài Loan bắt thịt heo lậu từ Việt Nam đưa sang. Sét đánh chết hơn 3 tấn cá lóc nuôi ở Quảng Bình. Tổng thống Biden đến Orange County tuần này. Và sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam đưa bà Phạm Đoan Trang đến nhà tù hẻo lánh. Tin từ Bangkok cho biết, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho chuyển ký giả Phạm Đoan Trang đến một trại giam gần ở vùng xa xôi hẻo lánh, tách biệt với cộng đồng cư dân. Sean Crispin, người đứng đầu bộ phận Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ các ký giả CBJ, lên án hành động trên của nhà nước Cộng sản Việt Nam để ngăn người nhà của các tù nhân chính trị đến thăm nuôi và để bưng bít tin tức về tình trạng sức khỏe của họ. Ngày 1 tháng 10, ký giả Phạm Đoan Trang bị chuyển từ trại giam Hỏa Lò ở Hà Nội đến nhà tù An Phước cách đó hơn 930 dặm về phía Nam như là biện pháp trừng phạt. Bà Phạm Đoan Trang được công bố đoạt giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2022 của CBJ sẽ được vinh danh tại New York vào ngày 17 tháng 11 năm 2022. Người đang thụ án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Việt Nam được xếp hạng quốc gia có số ký giả bị kết án tù đông từ thứ tư thế giới, với ít nhất 23 người đang bị giam giữ vì hành nghề. Và kính thưa quý vị, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba, bất chấp lời kêu gọi của các nhóm nhân quyền yêu cầu thế giới loại trừ vì thành tích nhân quyền tồi tệ. Quốc gia Đông Nam Á này đã nhận được 145 trong số 189 phiếu bầu hợp lệ, trở thành một trong 14 quốc gia được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York bầu vào hội đồng có nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2023. Số phiếu cần thiết để giành một ghế của Hội đồng Nhân quyền là 97. Các quốc gia khác cũng được bầu vào Hội đồng Nhân quyền, đó là Algeria, Bangladesh, Bỉ, Chile, Costa Rica, Georgia, Đức, Kyrgyzstan, Maldives, Morocco, Romania, Nam Phi và Sudan. Việt Nam trước đó đã tiến hành mạnh đợt hoạt động tuyên truyền và vận động hành lang để tìm kiếm sự ủng hộ, mặc dù những người chỉ trích cho rằng hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng của Hà Nội đã làm mất uy tín của nhà nước độc đảng. Giới chỉ trích cho rằng chính sách đàn áp các ký giả, nhà hoạt động và những người bình luận trên mạng xã hội cùng với quyết định lựa chọn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng nhân quyền trầm trọng trong thời gian tới đây. Kính thưa quý vị, Sài Gòn đã bắt hai người đàn ông vận chuyển ketamin. Hai người đàn ông cư dân tỉnh Quảng Trị đã bị bắt khi đang vận chuyển 30kg ketamin đến Sài Gòn để được trả thù lao 100 triệu đồng, tương đương 4.000 Mỹ Kim. Hai nghi can khai tên là Nguyễn Đăng Tuấn, 32 tuổi, và Chu Đình Bang, 25 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 10 tại địa điểm gần bến xe miền Đông của Sài Gòn, cùng với tang vật. Tuấn và Bằng cho biết đã thỏa thuận chia đôi số tiền thù lao sau khi thực hiện xong yêu cầu vận chuyển số ma túy trên. Nhà thuế vụ Đài Loan đã bắt thịt heo lậu từ Việt Nam đưa sang. Thưa quý vị, theo giới chức, nhà thuế vụ phi trường Đào Viên của Đài Loan vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng 10 đã tịch thu hơn 90kg thịt heo lậu được đưa từ Việt Nam sang. Tổng cộng 8 kiện hàng thịt heo Zongzi là một món ăn được chế biến từ nếp nặng 90kg đã bị chặn tại phi trường vì đã vi phạm quy định nhập cảng thịt của chính phủ Đài Loan nhằm ngăn ngừa dịch sốt heo phi châu. 9 tháng đầu năm 2022, Đài Loan đã tịch thu tổng cộng là 60 sản phẩm chứa thịt heo không khai báo được đưa từ quốc gia Đông Nam Á sang, cân nặng là 82kg cùng có xúc xích và bánh trung thu. Một bản tin đáng chú ý khác, sét đánh chết hơn 3 tấn cá lóc nuôi ở Quảng Bình. Hơn 3 tấn cá lóc mà người dân ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy đang nuôi sắp khai thác bất ngờ bị sét đánh chết, theo báo Thanh Niên. Vào hôm ngày 11 tháng 10, ông Trần Kim Trung, chủ tịch xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 9 giờ 30 tối ngày 10 tháng 10, tại thôn Tân Hải, thuộc xã,
đã xảy ra trận dông sét dữ dội kèm theo mưa lớn. Đến sáng hôm sau, nhiều chủ hồ nuôi thủy sản tại địa phương phát giác cá lóc chết hàng loạt, tấp vào ven bờ sau khi bị sét đánh. Theo thống kê, 10 hồ cá của 5 gia đình ở thôn Tân Hải bị sét đánh trúng, khiến hơn 3 tấn cá lóc sắp thu hoạch chết nổi bềnh bềnh trên mặt nước và một số cá trong tình trạng lờ đờ. Theo Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ NOAA, thông thường, năng lượng từ tia sét không thể gây nguy hiểm cho những sinh vật nằm sâu dưới nước, đặc biệt với những ao hồ diện tích rộng. Tuy nhiên, những con cá bơi gần mặt nước hoặc cạnh điểm xảy ra tia sét có thể chết lập tức. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden sẽ đến Orange County trong tuần này. Tổng thống Joe Biden sẽ đến Los Angeles và Orange County trong tuần này để tham dự một số chương trình, theo CD News Service vào hôm thứ Ba ngày 11 tháng 10 cho biết như vậy. Chi tiết của chuyến đi chưa được công bố, nhưng theo Tòa Bạch Ốc thì ông Joe Biden sẽ đến Los Angeles vào tối thứ Tư và thảo luận về đầu tư mang tính lịch sử cho cơ sở hạ tầng đất nước của chúng ta vào ngày thứ Năm. Sau đó, trong ngày thứ Năm, Tổng thống Joe Biden sẽ dự buổi lễ gây quỹ của Ủy ban vận động tranh cử Quốc hội của Đảng Dân Chủ, rồi sẽ đi đến Orange County vào ngày thứ Sáu để nói về giảm chi phí cho gia đình của những người dân Mỹ. Sau đó, trong ngày thứ Sáu, thì Tổng thống Joe Biden sẽ rời Nam California để đến Portland, Oregon. Theo trang web tin tức của Deadline, thì buổi lễ gây quỹ vào hôm thứ Năm sẽ diễn ra ở Brentwood và cũng có dân biểu Nancy Pelosi là Chủ tịch Hạ viện. Chưa rõ ai sẽ là người tổ chức cho buổi lễ đó. Vé tham dự buổi lễ đó giá 5.000 Mỹ Kim cho một người và có thể lên đến 50.000 Mỹ Kim cho một cặp. Lần trước, Tổng thống Joe Biden đã đến Los Angeles là hồi tháng 6 để chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia châu Mỹ. Và trong chuyến đi đó thì ông cũng đã phát biểu tại hai buổi lễ gây quỹ của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Thủy Tiên và Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.